quý vị, chương trình của chúng tôi cũng sắp được kết thúc. Chúng tôi thay mặt cho Viên Thông Piano cảm ơn sự hiện diện của quý vị rất nhiều. Và hôm nay chúng tôi xin mời bác sĩ Đạt Lưu và luật sư Larry Ngát lên sân khấu. Đây là hai người. Và hôm nay cũng thiếu một bác sĩ, đó là bác sĩ Kim, không hiện diện được. Nhưng đây, luật sư Larry Ngát và bác sĩ Đạt Lưu là hai người đã không biết bao nhiêu năm luôn luôn ủng hộ cho lớp nhạc piano của chúng ta. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Xin mời cô giáo Liên Tâm. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay cho cô giáo Liên Tâm. Celebrate 50 years Liên Tâm Music Academy. Thank you.